Trước tiên thì mình xin gửi lời chào của mình đến tất cả các anh chị em đang coi livestream của mình nhé. Hiện tại bây giờ mình đang ở Ohio. Mình mới bay về Ohio và mình đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Có thể là hôm nay mình ở Ohio nhưng mà ngày hôm sau mình ở tiểu bang nào thì bố ai biết được, đúng không? Chỉ có Facebook nó biết thôi. Những bạn nào mà theo dõi trang của mình thì các bạn biết thôi. Hôm nay thay vì đi 50 tiểu bang thì mình sẽ bay về đâu? Dạ, mình sẽ bay về Việt Nam chút xíu. Dạo du một Việt Nam một chút xíu về những cái sự kiện nóng bỏng trên mạng xã hội. Thì một cái tin, các bạn biết một hot girl đúng không? Trang Nemo đâu rồi? Nha, Trang Nemo hồi trước đây mình cũng có làm bài lại cái livestream về cổ. Tại vì cổ bán những cái thực phẩm về bên thạch giảm cân gì đó, nhưng cũng không có rõ nguồn gốc, rồi đưa ra những cái sản phẩm, nói chung là chăm sóc da cũng ảnh hưởng đến cộng đồng rất là nhiều. Mình đã cảnh báo rất là nhiều rồi, thì sau này cổ chỉ buôn bán về sản phẩm thôi. Nhưng mà cái nổi trội nhất là cổ làm gì? Dạ, cô bị gọi là, các bạn nghĩ ở Việt Nam mình đó, có một cái gọi là gì phải không, có tiền có quyền đúng không? Ở Việt Nam mình hay là các bạn đi đâu, nước nào cũng vậy thôi, các bạn hay mở miệng một cái câu là có tiền có quyền đúng không? Thì bây giờ Trang có quyền đi đâu? Dạ, đi ra tòa. Dạ, đúng không? Mình có tiền, mình có quyền ra tòa. Và khi mà các bạn cũng nhớ thêm một câu nữa rằng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đúng không? Các bạn chờ mình chút xíu, có một bạn hỏi: Chí Võ Minh ơi, gửi cỏ cho chị chưa? Minh gửi hết rồi nha. Anh chị em nào mà chưa nhận được cỏ hay chưa nhận được những sản phẩm của Minh thì các anh chị inbox cho mình để mình confirm lại. Những trường hợp mà bị mất đơn hoặc là các bạn không thích mà các bạn muốn Minh take care, Minh sẽ take care từng đơn một. Sorry mấy anh chị là thời gian vừa rồi nó hơi bị trễ trễ chút xíu về cái bên shipping, do cái bộ phận ship nó có vấn đề trục trặc chút xíu cho nên nó hơi trễ nha. Quay trở lại vấn đề nha, những anh chị em nào trên mạng sẽ thấy hiện tại bây giờ đang rất rầm rộ vụ của một chị hot girl, và hot girl single mom rất là đẹp, dễ thương, ba vòng đầy đủ, rồi nói chung là cái gì cũng đầy đủ cả. Rồi một cái mà điểm nổi trội các anh chị đang để ý tới là gì, là cái vòng, ủa mông là vòng mấy mấy anh chị? Vòng 3 phải không? Mình không để ý tới mà các anh chị để ý coi mấy tấm hình trên mạng hiện tại bây giờ, các anh chị cứ focus vào cái vòng mông của cổ to không, to thiệt đúng không? Trang Nemo và vụ khung thầy ông nội Thiên An bên vụ ông, mình nói hôm nay mình nói về 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 Trang Nemo thôi. Bây giờ các bạn hỏi mình, nói thiệt này, các bạn vào các bạn coi những tấm hình của chị Trang Nemo đúng không? Chị Trang, tại biệt danh của chị là Nemo. Bây giờ, ủa Trang Nemo có chồng mà, mình nói là nghe nói là single mom mà. Thế bởi vậy trên mạng nó đưa mình thông tin nhiều, thông tin quá. Có rất nhiều anh chị em nói là gửi cho mình là Trang Nemo đã có chồng nhưng mà ly dị rồi, single mom. Đúng không? Mình nghe nói vậy. Còn mà cái điều mà đặc biệt các bạn hãy để ý tới gì là cái vòng ba của cổ. Bây giờ mình đố mấy bạn á, cái đó thiệt hay là giả? Mình bàn bạc một chút xíu đi ha. Nói chung vòng ba của cổ rất là, nói chung là rất là sexy, rất là đẹp nha. Nhìn đàn ông ai mà không muốn đúng không? Nói chung rất đẹp, trời ban cho cổ một cái nhan sắc rất là đẹp. Nói chung là cũng nếu như có chỉnh sửa thì cũng chỉnh sửa theo dạng là cũng thành công rồi đúng không? Rồi một cái body rất là hấp dẫn, một gì vòng 4. Cái đó là vòng mông, là vòng vòng 3 chứ vòng 4. Ủa có vòng 4 hả? Phụ nữ mà có vòng 4 là vòng gì biết không? Vòng vòng tránh thai á mới là vòng 4 thôi, đúng không? Đặt vòng. Ở Việt Nam mình hay kêu có đặt vòng nhá, trong người phụ nữ thì chỉ có 3 vòng thôi, vòng eo, vòng ngực và vòng mông. Còn một cái vòng đó là vòng vòng tránh thai. Đó, vòng tránh thai đúng không? Gọi là birth control á. Đó, thì phụ nữ có 4 vòng, những anh chị em nào nói tập trung vào cái vòng gì nha. Vòng đó là cái vòng gì? Dạ vòng mông nha. Ai giờ cái share mọi cộng đồng, tất cả những cái trang mạng xã hội lớn của Việt Nam mình đều share cái đó nha. Cái gì đây? Ly dị xong rồi lại hợp lại rồi có con nữa. Trời ơi, rồi cô Ngọc Đỗ cô bám cái chủ, cô bám cái drama này dữ vậy cô. Cô biết không? Nhiều khi gia đình của trong nội bộ người ta, anh em họ hàng người ta chưa biết á, nhưng mà cộng đồng mạng biết hết trơn rồi. Nó đúng không? Đúng không anh chị? Đó, hiện tại bây giờ Trang Nemo đang phải hầu tòa và cũng có một cái hành động cư xử nói chung cũng rất là nhận ra cái lỗi sai, nhưng mà cũng hơi gì, hơi trễ rồi nhá, hơi trễ đó mấy anh chị. Lúc đầu đánh đập con người ta sao 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 mà không có đi ra xin lỗi liền đi,
sao có không có những cái cử chỉ nhiệt tình vào, chứ mà gửi vòng hoa hay là nhờ người đưa vòng hoa tới hay là gọi điện thì cái đó là chuyện thường, là mình phải tới trực tiếp mình năn nỉ người ta, mình xin lỗi tại vì mình không biết cái người đó là ai. Ở Việt Nam mình nguy hiểm lắm. Ở Việt Nam mình có thể là cái người này các bạn ý rằng là ta đây có tiền đúng không, ta đây có tiền xong là ta muốn làm gì ta làm đúng không. Ở Việt Nam đó, các bạn thấy hiện tại bây giờ này, cô Nguyễn Phương Hằng có tiền không? Rất nhiều tiền. Bây giờ đi đâu rồi? Đi trong phòng tạm giam đúng không? Mặc dù cô Phương Hằng có rất nhiều cái việc tốt giúp cho cộng đồng, mình cho mọi người thấy thôi, đi làm công tác từ thiện giúp trẻ em này nọ, cái việc làm nó tốt không? Tốt. Nhưng mà đụng tới một số một thành phần là vô trong kia ngồi liền. Còn Trang Nemo, mình theo như các bạn biết về Trang Nemo thì mình hỏi cái thôi nha, các bạn biết là Trang Nemo có đóng góp gì cho cộng đồng người Việt mình không, có đóng góp cái gì không, hay là chỉ có tạo drama để mà câu view, tạo drama để bán hàng online. Mà mình thấy ngộ lắm, fan fan cuồng của cổ rất là nhiều nha. Mình biết á, trong này có rất nhiều người fan cuồng. Fan cuồng cái gì biết không? Fan cuồng tay cái sắc đẹp, cái body. Mà các bạn nên nhớ, khi mà một người có một cái body đẹp á, mặc cái gì lên nó cũng đẹp hết á. Rồi một người mà vừa đẹp mà vừa có nổi tiếng trên mạng xã hội rồi đó, mặc cái gì, trưng cái gì lên, nói cái gì người ta cũng tin hết á. Đúng không mấy anh chị? Nhưng mà như mình đã nói thì vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha. Cái người mà chị Trang đụng tới có thể rằng một người gì đó rất nhiều tiền, không thiếu gì về tiền nha. Cho nên là ở Việt Nam phải cẩn thận. Cái câu có tiền có quyền hồi nay là xưa rồi diễm, đúng không? Hiện tại vì pháp luật của Việt Nam mình rất là cứng rắn, đặc biệt là trong những cái người nào mà nổi tiếng trên mạng xã hội. Các bạn không phải là các bạn lên trên mạng các bạn muốn nói gì nói, các bạn muốn làm gì làm, ở đâu thì cũng phải theo đó, đúng không? Phải tôn trọng pháp luật. Mình ở Mỹ, mình tôn trọng cái pháp luật ở Mỹ. Khi mà mình về Việt Nam, mình tôn trọng các cái pháp luật của Việt Nam mình, đúng không? Rồi những cái người nào mà sinh sống trong Việt Nam mình cũng vậy, mình phải tôn trọng pháp luật, tôn trọng cái người dân, đúng không? Tôn trọng đồng bào của mình, right? Đúng không? Mình bán hàng cái gì mình đừng có vì mà lợi ích kinh tế quá rồi mình đưa ra những cái sản phẩm không tốt ra thị trường, hại người tiêu dùng. Mà cái người đó là ai? Là bà con anh em của mấy bạn ở trong đây chứ với ai, đúng không? Mua cái thạch giảm cân ăn mình đâu biết hàng hóa ở đâu đâu, rồi cũng mang về bán cho người Việt Nam mình, đúng không? Rồi có tiền có quyền trong cái gì, chẳng hạn như là khi mà các bạn cần những cái đơn hàng, các bạn cần những cái hóa đơn, hay là các bạn cần xuất nhập khẩu hay là cái gì đó, thì có thể các bạn đút lót được cho một số thành phần thôi, nhỏ ở dưới, người ta ăn cái số tiền đó, người ta cho các bạn vượt qua cái hải quan, thì có thể cái việc kinh doanh nó dễ dàng hơn. Hoặc là các bạn đi làm việc một số giấy tờ, đúng không, mà muốn nhanh, mà tất nhiên rồi, muốn nhanh thì phải có quen biết, mà quen biết cũng phải trả phí. Nothing for free mấy anh chị, đúng không? Thì vụ này rất là rầm rộ, cho nên là một cái kết cục mà ai cũng rất nhiều người không ngờ tới, mình đảm bảo luôn. Rất nhiều người nghĩ rằng là Trang Nemo có nhiều tiền, đúng không? Có quan hệ rộng, ok, thì sẽ được giảm án, sẽ được chạy tiền được. Nhưng mà xui nha. Ví dụ như các anh chị không nổi tiếng, tiền nhiều khi có thể giải quyết được một vấn đề. Nhưng mà khi các anh chị bà đã nổi tiếng rồi, mà đã được cộng đồng mạng để ý tới rồi á, pháp luật lúc nào cũng phải răn đe nha. Với lại nếu như mà trên mạng rầm rộ mà không được các cơ quan để ý tới thì có lẽ nào là cái pháp luật Việt Nam mình nó không có giá trị. Cho nên là khi mà các bạn có một chút tiếng tăm, hãy cẩn thận trên mạng xã hội. Pháp luật để ý tới, người ta sẽ xử rất là ngay thẳng nha. Đúng người đúng tội, đúng không, đúng quy trình. Đúng không anh chị? Đó, cho nên là cái mình sống ở đâu mình cũng phải theo ở đó nha. Mình ở trong nước Mỹ thì thường mấy anh chị, những cái người nổi tiếng trên này mình thấy rất là hiếm mà để tạo drama, để mà gây gỗ, để mà kinh doanh, không có. Bên này không, bên Mỹ không có luôn. Bên Mỹ không có cái vụ đó luôn. Mà ở Việt Nam lại có rất là nhiều. Ở Việt Nam bây giờ rất nhiều cô á, nè, mình sẵn tiện này mình nói cho những cái cô nào mà bán hàng online á, mà đưa vàng, đưa cả thau vàng lên, vàng đeo đầy người, đúng không? Xi men mấy bộ gì đó, vì tùm lum có cái bài đó vui lắm. Bữa nào mình sẽ làm một cái drill ngắn ngắn về cái đó. Cái gì mà hát bài vui vui, cái giọng miền Tây á, đó, nghe rất là vui. Lên trên online mà bán hàng, mà để dụ nhiều khi là mình câu view á, mình câu sự chú ý của người khác á, mình đưa một đống vàng ra, xong rồi mình gây sự chú ý, sau đó mình dẹp cái mâm qua cái bên,
sau bắt đầu mình đưa cái kem trộn lên. Các anh chị thấy không, nghe mình thấy ở Việt Nam mình bán kem trộn nguy hiểm lắm nha. Trang Nemo cũng là một người bán hàng nhưng mà cũng cái thuộc dạng là có quy trình hơn, có nghĩa là có đóng bao bì nhãn hàng, rồi có gọi là private label. Tất cả những sản phẩm mà Trang Nemo mà bán về bên thực phẩm, chẳng hạn như là giảm cân này nọ, hoặc là có một bé Ngân hả, bé gì tên Ngân đúng không, bé dạo này còn bán không nha. Minh ơi, ở Hà Lan cũng không có drama, nó drama chỉ có trong người Việt mình nhiều thôi nhá. Có bé Ngân 9798 gì đó cũng phân phối những cái sản phẩm đó đúng không? Thì nhiều khi là các bạn không biết là cái nguồn gốc đó ở đâu, mà cái người Việt mình đó, người ta nắm được cái tâm lý của người Việt mình là sao? Khi mà Made in China người ta sẽ không mua, đúng không? Người ta làm private label, xong người ta đưa về Việt Nam, người ta đóng gói, người ta kêu là Made in Việt Nam. Các bạn nên nhớ Made in, khi mà Made in USA hoặc là Made in Việt Nam á, thì tất cả những cái sản phẩm đó phải làm từ về bên nghiên cứu, chế tác, sản xuất, đóng gói, tất cả các quy trình phải trong nước Việt Nam mới gọi là Made in Việt Nam. Chứ không phải là các bạn, rất nhiều người á, làm cái private label trong chẳng hạn như trong ngành nail cũng vậy thôi. Tất cả những cái sản phẩm pedicure 4 step cũng vậy luôn nha. Cái này là Made in USA, là từ nghiên cứu, tất cả mọi thứ là đều trong nước Mỹ, nó khác. Còn mà rất nhiều cái công ty khác á, thì những cái sản phẩm toàn là gì? Toàn là nhập bên Trung Quốc, nhập bên tàu về không mà, đúng không? Mà một khi mà người ta lợi dụng cái sự nổi tiếng để mà gì, ăn trên cái đồng tiền xương máu và lừa gạt người Việt Nam của mình á, thì mình không có khuyến khích mấy anh chị làm những việc đó nha. Ở trong nước Mỹ hay là ở ngoài nước Mỹ, hôm nay mình bay về Việt Nam, các bạn thông cảm ha. Bữa giờ mình bay vòng vòng trong nước Mỹ, mình nói chuyện nước Mỹ hoài à. Bữa nay có một cái câu chuyện liên quan đến Trang Nemo đang bị hầu tòa về cái tội mà đánh đập hành hung người khác, đúng không? Nhưng mà vô tình thì cũng đụng chạm tới một người cũng là có tiền, có quyền nhiều hơn cổ à. Cho nên là mà mình cũng phải cẩn thận khi mà mình lên trên này, đặc biệt là những anh chị em nào đang là Facebooker hoặc là đang làm YouTuber nha. Ở bên Mỹ có rất nhiều vụ kiện mà được đưa ra, nó giải quyết rất là êm. Ở Việt Nam thì hơi lâu chút, đúng không? Nhiều khi làm gì làm mình cũng phải có một chút tiền mình đẩy ra, rồi mình cũng có một chút xíu dây dưa chút xíu để làm gì, để cho Trang Nemo tốn thêm tiền chứ làm gì, đúng không? Đó, cho nên là hiện tại bây giờ rất nhiều bạn đang là thấy trên mạng rầm rộ, đúng không? Chia sẻ, mình thấy rất nhiều cái trang lớn nó chia sẻ mà trang nào cũng là mấy chục ngàn người thích, mấy chục ngàn comment, đúng không? Ai cũng chia sẻ về cái mông của Trang Nemo hết á. Đẹp không? Đúng không? Mông rất là to tròn, đúng không? Mấy anh chị nhìn khoái không? Rất là khoái, đúng không? Đó, chảy nước miếng. Cái tâm lý tại sao mà Trang Nemo bán hàng giỏi, bán hàng được nhiều, các bạn biết không? Các bạn là người mua hàng á, các bạn đang tưởng tượng mình là cổ, đúng không? Đúng không? Các bạn đang tưởng tượng cái body của mình là body của cổ. Cho nên là khi mà mình mua về, đúng không? Mình mua về một phát á, thì mình nghĩ rằng mình sẽ mặc đẹp giống cổ. Nhưng mà khi các bạn mặc giống như là các bạn có hay cái hình chế tác là mua hàng online á, sự thật, đúng không? Ở trên mạng là ảo và thực tế là các bạn mặc không ra gì hết. Đó, thì cái đó cũng là một cái cách kinh doanh rất là hay, đúng không? Tận dụng tất cả những cái gì mình đang có để mà mình thu hút thị trường tới để mà mua sản phẩm của mình, đúng không? Hoan nghênh không? Hoan nghênh. Đó, thì cái với cái mức phạt giống như là Minh đang đọc báo, Minh thấy thì từ phạt từ 1 năm đến 2 năm tù. 1 năm đến 2 năm tù, các bạn có thấy có quá không? Các bạn cho mình một vài ý kiến đi. Mấy nãy giờ mấy bạn coi không à, mấy bạn chịu khó comment, bấm like giùm mình được không? Các bạn nghĩ coi, với cái mức phạt là từ 1 năm tù đến 2 năm tù cho cái tội là gây rối trật tự công cộng và gây thương tích, đánh đập người khác, thì cái đó có nặng không? Nếu như các bạn là một cơ quan xét xử thì mấy bạn sẽ cho Trang Nemo đi tù hoặc là không đi tù? Nếu đi tù là đi tù bao nhiêu lâu? Nha, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc là 2 năm. Tại vì cái khung này là maximum là 2 năm, đúng không? Mức maximum là 2 năm. Các bạn nên nhớ này. Đó, chị Hằng á, đúng không? Chị Hằng có mấy ngàn tỷ mà còn bị ở đó cứ tạm giam. Tạm giam đến nay là 3 lần rồi, đúng không? Tạm giam, đúng không? Nhưng mà nhiều khi cô Phương Hằng cô ra lúc nào mấy anh chị cũng đâu có biết, đúng không?
bây giờ mà thằng nào mà nói về cổ mà nói không đúng mà lan truyền thông tin sự lan truyền thông tin về cổ phạt 10 triệu, bố ai dám thông tin, đúng không? Khả năng là án treo. Ừ, nói thiệt với bạn á, cũng là một phụ nữ có chồng có con á, có kinh doanh thì mình hy vọng là Trang Nemo bị án treo thôi. Thực chất cái này nó cũng đâu có, nó cũng là cái người kiện, cái người bị đánh, người ta tức, cái người ta tức. Nhưng mà theo mình nghĩ là chỉ áp dụng cái hình phạt là cho vào một cái vết tích, biết sao bị án treo cũng là bị vào record rồi, bị vào một cái vết trong gọi là tội tội rồi. Rồi nhiều khi sau này làm visa đi đâu nó cũng hơi khó đó, mình nói thiệt luôn. Thì mình có nghĩ rằng mình có thể là án treo là phù hợp, tại vì bắt đền tiền, bắt xin lỗi công khai, đúng không anh chị? Nếu như mình là quan tâm, mình sẽ bắt người ta lên trên mạng xin lỗi công khai, rồi viết thư, rồi phải đền tiền đó. Tiền chắc chắn là cái người kiện người ta không có thiếu tiền. Cái cô gì đó cổ kiện Trang Nemo là cái cô đó rất là giàu, và mình đã nói rồi, để kiện các bạn biết rồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn là gì biết không? Cái người đó thực sự có tiền có quyền rất là mạnh rồi, nhưng mà cái người này có thể đưa người ta ra tòa là không phải là một người tầm thường, các bạn đồng ý không? Ở Việt Nam mình á, ví dụ giống như là cái người đó giàu nổi tiếng có quen biết gọi là COCC, các bạn biết COCC là gì không? Nhá, ai biết, mà dịch ra được cái từ COCC mình tặng quà cho COCC, có ai trong này biết không nha? Các bạn biết coi, các bạn thử coi ở Việt Nam có cái, ví dụ như ai nghĩ rằng cái người này là cái COCC. COCC là cái gì mấy anh chị? Mấy anh chị comment cho mình coi, COCC là CO Việt Nam mình là cờ o cờ cờ là có nghĩa là cái gì? Các bạn thử lồng ghép bốn cái chữ này lại coi, coi nó có nghĩa gì, có đúng cái ý của mình không? Đúng rồi đó, CC nói, trời ơi, CC hay quá, CC tí nữa inbox cho mình đi nha. Mình sẽ, tại vì CC là cái người comment đầu tiên, CC với lại Cỏ Lê, hai người đó comment cho mình, inbox cho mình sẽ tặng quà, có giá trị luôn chứ không phải tặng quà bình thường. COCC là gì phải không? Con ông cháu cha, đúng không? Khi mà các bạn biết là người đó là một người gọi là con ông cháu cha rồi á, các bạn muốn đưa người ta ra tòa mà để kiện cáo, cái đó chuyện dễ không? Rất là khó, rất là khó. Mình không nói Trang Nemo nha, mình nói những người khác, mình ăn ví dụ thôi. Nhưng mà Trang Nemo là một người nổi tiếng trên mạng xã hội, đẹp nè, giàu có nè, thành công trong công việc nữa, đúng không? Thì mình, các bạn chờ mình chút xíu, đúng không? Thì các bạn nghĩ coi, để mà đưa Trang Nemo ra tòa tới ngày hôm nay á, tiền người ta đổ vào, các bạn tưởng ít hả? Rất là nhiều. Rất là nhiều. Hôm nay các bạn, những bạn nào có thể là các bạn thấy hôm nay tại sao mình nói chuyện về Việt Nam. Dạ, tại vì hôm nay mình bay về Việt Nam, mình du lịch chút xíu nha. Doanh nghiệp ông gì, doanh nghiệp con ông cháu cha đó, các bạn biết không, các bạn đồng ý không, đúng không? Cho nên là các bạn, bây giờ các bạn để ý này, những cái người nào mà bây giờ mà có tiền mà nổi quá là cuối cùng cũng bị làm thịt hết. Không bị người này thì sẽ bị người khác làm thịt, không bị nhóm này thì sẽ bị nhóm kia làm thịt. Các bạn bữa giờ các bạn có để ý không, rất nhiều triệu phú tỷ phú của Việt Nam mình á, đi đi vô lò hết trơn à, các bạn có để ý không? Từ ở mà hình như là mình thấy là ở trong tất cả những cái người đó đa số là ở đâu, ở một người ở ở miền Bắc, hai người ở miền Nam, đúng không? Là những cái người đó cực kỳ giàu và rất giàu, có. Trang Nemo cũng thuộc dạng là rất là giàu, tại vì mua, biết không, mua nhà tiền tỷ, mua G63, cái chiếc Mercedes G63 là cái chiếc mình rất thích và tương lai mình sẽ lấy nó. Đó, các bạn nào thích G63 không? Nha. G63 hiện tại bây giờ là một trong những chiếc xe mà tội lỗi nhất trên mạng xã hội. Nó đâu có làm gì đâu mà cứ mỗi lần cứ có drama là có G63 vô trong đó. Đúng không? Vụ của bé Hiền cũng vậy, đúng không? Tự nhiên nhắc tới G63, vụ rất nhiều hot girl mà cứ dính dáng tới G63. Đó. Thì để đưa được một Trang Nemo mà có tiền có quyền mà phải quỳ xuống xin lỗi của một người, các bạn tưởng đơn giản ha? Không hề đơn giản nha. Đây là một cái bài học rất là lớn cho rất nhiều người mà có thể là các bạn đang nổi tiếng trên mạng xã hội mà các bạn đang lợi dụng nó để làm một cái việc gì đó mà ảnh hưởng đến cộng đồng nha. Mình thì hôm nay mình đi du lịch về Việt Nam nha, các bạn thông cảm, cho nên là mình nói về vấn đề này nhiều khi cũng là một vấn đề mà chẳng liên quan gì đến nước Mỹ, nhưng mà nó liên quan đến mạng xã hội của mình, đúng không? Tại vì mình là một người streamer, cho nên là những cái gì mà đang hot
thì mình cũng có bình luận một chút xíu như vậy thôi nha. Những anh chị em nào mình cũng trong là người Việt của mình đó, cho dù là trong nước Mỹ hay là ngoài nước Mỹ hay là những người ở Việt Nam mình đó, mình cũng lúc nào mình cầu nguyện cho nhau đi. Thế giới bây giờ nó có quá nhiều nỗi đau rồi, đúng không? Hết đại dịch, hết này hết kia là đủ thứ, để biết bao nhiêu người thân ra đi rồi. Cho nên là mình làm sao mình build dựng cho một cái cộng đồng á, ở ngoài cũng như là trên mạng, cho nó sạch sẽ đẹp đẽ chút xíu. Rồi tất cả những cái comment của mấy anh chị cũng vậy, mấy anh chị mà comment, mấy anh chị chửi người khác trên mạng, cái chị dùng những cái nick ảo, mấy anh chị comment á, thì mấy anh chị sẽ được bị người thân khác thấy, cũng phải cẩn thận nha. Rồi những cái người nào mà buôn bán online, làm ơn nha, hãy đặt cái quyền lợi người tiêu dùng trên hết, cũng như là sức khỏe của người tiêu dùng lên trên hết nha. Gì đây, đang đu theo anh Minh về Việt Nam đây hả chị Loan Bùi? Ừ, về Việt Nam chơi vui lắm. Về Việt Nam bây giờ thấy mông du đích đầy đủ trên mạng luôn nha. Bà con đang tập trung vào không, người ta quên đi luôn, người ta quên đi luôn cái vụ án đó là bị cái gì, nhưng mà người ta thấy ôi một con bé rất là xinh ha, quỳ mặc áo trắng tinh tuyền quỳ xuống, rồi có đăng một vài status là biết ơn và xin lỗi. Thì cái đó cũng mình đối với mình thì cái này chỉ có về danh dự thôi mấy anh chị. Vụ án của Trang Nemo là chỉ vì danh dự thôi, danh dự của cái người bị đánh thôi. Mà cái người bị đánh đó mà quen biết nhiều mà không đưa Trang Nemo ra tòa thì một cái gì đó là một sự sỉ nhục của họ. Cho nên là bằng mọi giá cái người đó phải đưa Trang Nemo vào cái đường gọi là lao lý pháp luật nha. Bèo lắm á, mình nó cũng phải vài tháng, cái nguyên nhóm có tổ chức. Rồi những cái người nào mà hồi đó trong trong cái clip đó còn có mấy bé bồng bông đó, cũng mấy bé cũng hầm hổ lắm, cũng ra đánh người khác đúng không đó, thì cũng sẽ bị vạ lây luôn. Cho nên là đừng có ỷ nha, mình làm việc cho những người có tiền nhưng mà phải làm việc trong cái kiểu thông minh. Đừng có thấy cái người có tiền mình làm sai, mình nhào tới mình làm chung nhá, đi cả lũ luôn. Hiện tại bây giờ theo mình được biết là có 4 người trong cái vụ án này sẽ được đang gọi là bổ sung giấy tờ, bổ sung các cái giấy tờ để mà xét xử. Thì mình mong rằng là mọi chuyện sẽ được êm thấm xuống và sẽ không có những cái tình trạng như vậy xảy ra trong tương lai nữa, đúng không? Còn mà các bạn muốn thực sự, các bạn muốn làm online nổi tiếng, các bạn làm ơn có cái gì thì mình khoe cái đó, đúng không? Có cái gì thì nói cái đó, mà nói làm sao cho giúp ích cho cộng đồng chút xíu, chứ đừng có vả lây, đừng có lợi dụng cái này nhiều quá nha mấy anh chị. Thì hôm nay bây giờ này đi Việt Nam vậy chơi vui chưa? Đó, bây giờ mình mà về Việt Nam mấy anh chị, theo như các bạn thì mình nên đi tiểu bang nào để có ăn cua mà không phải dùng tay? Các anh chị em nào chỉ mình cái coi, những cô bác nào, những anh chị em nào ở trong nước Mỹ mình mới đi về Việt Nam du lịch á, mấy anh chị coi là mình nên đi tỉnh thành nào sẽ có nhiều ghẹ, nhiều ghẹ thiệt đó. Mình thích ăn ghẹ. Vì đây, để mình đọc comment chút xíu thôi. Vui gì có gia đình người bạn về Việt Nam ăn uống như thế nào, giờ vào nằm viện cấp cứu kìa. Đi Vũng Tàu. Ủa, về Việt, hiện tại bây giờ mấy đồ ăn đồ uống của Việt Nam mình nghe nói cũng chất lượng lắm mà sao lại ăn giờ đi nằm viện ta? Chắc có lẽ là mấy bạn xui thôi nha. Ăn ghẹ đi kiếm chỗ ăn thôi, chứ ăn ghẹ bậy bạ sao? Ăn con ghẹ là hai con ký, chứ đừng ăn ghẹ 45 một con 45 kg. Ok, ghẹ bây giờ phải 50 kg rồi. Hồi xưa người ta hay nói là ghẹ là 45 kg đúng không, bây giờ là ghẹ phải 50 kg mới đầy đủ. Biết tại sao đố mấy bạn, tại sao mà từ ghẹ 45 kg lên 50 kg? Đố mấy bạn á, mấy bạn ở trong đây mà đoán đúng á, mình tặng cọ cho làm neo nha. Tại sao ghẹ hồi xưa 45 kg mà bây giờ phải 50 kg mới được nha? Ăn không cần dùng tay thì phải có cách nhé. Anh đố mấy bạn luôn á. Ok nha. Nhưng mà cỡ Trang Nemo thì ăn cái gì chả được nha. Nói chung là quay trở lại Trang Nemo một chút xíu nha. Mình thì mình cũng chẳng chỉ trích về ai đâu mấy anh chị. Mình không chỉ trích về ai cả. Khi người ta gặp nạn thì mình cũng nhắc nhở mọi người thôi. Còn cái việc mà mình cũng mong cho người ta tai qua nạn khỏi, rồi hy vọng là cái đồng tiền có thể là thay đổi được, xoay chuyển được vấn đề ở Việt Nam mình nha. Gì nữa nha, ghẹ Sài Gòn chân dài nè, nói luôn nha, tại sao ghẹ hồi xưa kêu là ghẹ 45 kg là mấy em á, nhỏ con đúng không, dễ thương, chân dài 45 kg đúng không, mà thời nay á để lên được 45 kg, từ 45 kg thì hồi xưa hơi lép, một là mông lép, hai là vú lép đúng không,
Thì bây giờ mấy bà làm gì? Nhét hai cái silicone vô, cái bên cũng mất tí 2 kg rồi đúng không? Tùy size đúng không? Ít ra cũng phải là 500 600 gram cho đến nhiều khi cả ký đồng hồ nhét vô ngực, ký mông nữa, vài ký nữa. Rồi để muốn ăn cho nó phù hợp cái body cũng phải ăn dồi dào lên, thành ra ghẹ bây giờ ghẹ 50 kg. Ghẹ 50 kg mới ngon nha, nha. Gì? Con trai bùi vòng 1 là sao? Không hiểu nha. Thêm mấy ký silicone đứng ở Phong Phương nha. Mấy bé bây giờ không biết là hiện tại bây giờ trong người của mấy bà ha, trong người mấy bà không biết là có bao nhiêu ký silicone nha. Hồi xưa người ta nói là gì? Hổ chết để da. Bây giờ thời nay là đàn bà chết để vú. Đúng không? Silicone á, vú silicone á đâu có tan được. Đúng không? Làm gì làm cái túi đó vẫn còn đó suốt đời nha. Nhìn nên nhớ cái câu nha. Đàn bà hổ chết để da mà đàn bà chết để vú cho mấy anh chị nha. Nhiều khi để mông nữa nha. Sài Gòn kiếm gái trai đấy nhé, tha hồ mà ăn. Mình ăn cái gì cũng phải mình ăn cái gì cũng phải an toàn mấy anh chị, chứ không phải gặp cái gì cũng ăn nha. Cái miệng ông này sao vậy Thúy Trần? Không đúng hả? Không đúng hay sao? Vậy là Thúy Trần có mấy ký silicone trong người đó, nghe coi nha. Không hiểu sao đi bình luận về phụ nữ vậy. Ủa cái này là sự thật thôi mà. Andrew Lâm, tại sao lại này đang vui mà comment cái mất vui, đúng không? Đúng không? Thời buổi giờ Minh nói, Minh có rất nhiều cái live stream nói về cái việc mà chị em đi phẫu thuật. Minh rất là ủng hộ, mà ủng hộ hai tay hai chân luôn. Chị em thời nay là phải đẹp nha. Đẹp cỡ như Trang Nemo á nha, rất là đẹp. Mặc dù những cái chuyện của cổ thì trong đời ai không có cái sai, ai cũng phải có cái sai này cái sai kia, nhưng mà mình thấy rằng là phụ nữ bây giờ là phải đẹp nha. Đừng có theo cái kiểu giống như là mình phải đẹp nhưng đẹp tự nhiên, dạ không có. Bây giờ đẹp nhân tạo mấy chị. Bây giờ đẹp nhân tạo. Các anh chị trong đời chỉ có một lần để mình sống thôi. Mình chỉ có một lần để mình sống thôi. Cho nên khi mà các bạn thấy mình mà chẳng hạn như là mình cảm thấy cái thân thể của mình nó không đẹp chỗ nào, mình đi mình làm đẹp thôi. Chỉ không, thời buổi này không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết tới phẫu thuật là cái gì, đúng không? Không biết làm đẹp, không biết silicone là gì nha. Ở đâu thì nó cũng có một cái lối sống cũng như là một cái cách sống khác nhau nha. Mình làm sao mà mình ăn mặc đẹp, mình đẹp từ trong ra ngoài, đúng không? Mình lúc nào mình cũng ủng hộ nhiệt tình tất cả những anh chị em nào mà kể cả trai luôn đi làm đẹp. Chẳng hạn như mình bây giờ các bạn, theo như các bạn nghĩ thì mình nên làm đẹp chỗ nào nha? Nè, cắt mũi, nâng mũi hay là đi bơm Botox cái gì đó cho nó căng da mặt ra, đúng không? Hay là độ hàng, các bạn biết độ hàng không? Độ hàng cho nó khủng lên chẳng hạn, đúng không? Thôi, bây giờ đi về Việt Nam như đó đủ rồi, bây giờ về nước Mỹ nè, nha. Bây giờ quay trở về nước Mỹ được chưa? Nãy giờ đi về Việt Nam hơi nhiều đúng không? Bây giờ mình dẫn cho mấy bạn đi Việt Nam một chuyến, rồi bây giờ các bạn muốn qua ta không? Qua ta đang có World Cup nha. Hôm qua có một cái trận cầu gọi là chấn động lịch sử. Có nghĩa là gì? Argentina mà thua Ả Rập Xê Út 2-1. Messi đá luôn. Ghê không? Nha. Có hôm qua ở châu Á mình toàn là có những cái chuyện chấn động địa cầu không à. Ở Việt Nam mình cũng có những vụ chấn động. Rất nhiều người nghĩ Trang Nemo sẽ không bao giờ có cái tình trạng là sẽ vào hầu tòa hay là nhịn để quỳ xuống xin lỗi một ai trên mạng xã hội, đúng không? Bây giờ điều đó xảy ra. À, rồi những anh chị em nào mà có theo dõi World Cup, có một cái trận cầu giống như mình vừa nói đó, Argentina mà lại đi thua Ả Rập Xê Út, oh my god, cái điều không tưởng, đúng không? Ok, bây giờ mình quay về nước Mỹ ha. Bên quay về nước Mỹ mình có cái gì? Dạ, mình có nail nha. Mình đang ở trong cái tiệm nail của tụi mình nha. Thì hôm nay mình có rất nhiều cái điều chia sẻ một chút xíu về ở Việt Nam, thì bây giờ mình quay trở về nước Mỹ nha. Hiện tại bây giờ tiểu bang Ohio mình đang rất là lạnh. Các bạn sẽ thấy rằng mình mặc cái áo này, các bạn mỗi khi các bạn thấy mình mặc áo ấm á, là các bạn sẽ biết là mình đang ở xứ lạnh, đúng không? Mình đang ở xứ lạnh. Thì mình ở đây á, nail hiện tại bây giờ mùa nail ở đây nó đang chậm nha, nhưng mà chuẩn bị là cái ngày Black Friday, đúng không? Cái ngày giảm giá. Thì hôm nay nha, chỉ trong cái live stream này, chỉ trong hôm nay mình sẽ có gì đây, để mình block cái thằng này đó. Có một vài thằng á, sẵn tiện đây nói cái, có một vài thầy bằng nó đang comment tiêu cực á, có một vài thằng nó theo dõi trang của mình mà theo dõi nhiều đến mức mà nó có lá cờ luôn nha. Nó có lá cờ là người theo dõi thâm niên á,
nó có lá cờ luôn, thậm chí nó có top fan luôn, nó theo dõi trang của mình mà mỗi khi mình livestream là nó vào nó chửi, nó vào nó comment, thấy ghét không? Thấy ghét không? Thôi kệ nó đi ha, cho nó có những người này người kia cho nó vui nha. Mình nhắc lại hôm nay mình sẽ có một cái Black Friday chương trình on sale duy nhất ở trong cái livestream này nha. Bình thường nha, những ai trong làm nail mình có một cái chương trình on sale này. Hiện tại bây giờ mình có vũ xếp một lốc 50 cái Mino là thương hiệu của mình đây ha. Mino ở đây bình thường mình bán 25 đồng một lốc 50 cây và mình đang on sale xuống là 19 đồng 99, là hôm qua mình on sale 19 đồng 99, hôm nay mình on sale xuống một chút xíu nữa cho mấy anh chị để có hàng xài Black Friday. Nhưng mà các anh chị phải mua trên 10 block mình mới để cái giá đó. Mình để cho mấy anh chị là 18 đồng thôi nhá. Vậy đủ chưa ha? 18 đồng một block. Free ship nha, cái tiền ship rất là nhiều mà chẳng qua là Black Friday. Để mình block cái thằng này ra đã. Để mình block cái thằng này ra đó. Tại vì mình không thích những cái người như vậy, không thích thì đừng vào đi coi làm cái gì. Block confirm. Đó, block hết. Người nào mà không thích mình block hết. Hôm nay Black Friday, chuẩn bị Black Friday on sale. Ok. Thứ nhất là mình có vũ xếp, mình nhắc lại. Bình thường mình bán là 25 đồng. Bữa nay on sale còn 18 đồng. Ok. Mua 10 block mình mới ship. Còn mua thấp hơn, dạ sorry mình không ship nha. Mua mà cỡ vài ba block thì các bạn nên ra ngoài chỗ nail supply gần nhà để các bạn mua cho nó tiện. Không phải là mình chảnh, nhưng mà cái này là sự thật, là mình phải có số lượng lớn mình mới đủ chứ tiền ship nó rất là nặng nha. 18 đồng chỉ có trên livestream này thôi nha. Chỉ có trên livestream này thôi. Những anh chị em nào á, phải mua trên 10 block mình mới có cái giá đó. Còn mà mua dưới 10 block mình phải vẫn lấy giá 20 đồng nha. Đó, từ 25 đồng xuống còn 18-20 đồng. Thích không? Đó, comment cho mình, nhắn tin vào cho mình số điện thoại 330-244-7779. Rồi tiếp theo, cọ nha. Cọ làm nail. Đây, cọ làm nail hiện tại bây giờ mình có đầy đủ các size. Những anh chị em nào làm nail á, mình ship về Việt Nam luôn nha. Ở Việt Nam mình nhiều khi các anh chị tìm một cái cọ, đặc biệt là những anh chị em nào mà đang học nail á, các anh chị không có kiếm được cái cọ tốt nhất để mình làm, để mình học, đúng không? Thì các anh chị, ok, các anh chị nên liên hệ mình. Và cọ của mình á, nếu như ship về Việt Nam á, mình minimum 10 cây mình mới ship. Còn ở trong nước Mỹ là 5 cây mình mới ship với giá là 45 đồng. Mình có đầy đủ các size là 14, 16, 18, 20 và 22 nha. Size số 20 mình phải lấy nhỉnh hơn chút xíu là 50 đồng. Và size số 22 mình lấy giá cao nhất là 55 đồng. Có nghĩa là gì? Size 14, 16, 18 sẽ là 45 đồng. Ok, size 20 sẽ là 50 đồng và size 22 là 55 đồng. Free ship trên tại Hoa Kỳ. Những ai mà lấy sản phẩm của mình á, từ giũa đến cọ, xài mà không thích á, return lại, mình lấy tiền lại và hoàn tiền 100% nhá. Các bạn nên nhớ nữa, những ai mà chia sẻ theo dõi trang mình nhiều á, vào cái hàng tháng, ngày 15 hàng tháng mình sẽ cho quà. Những ai mà đang có được mình gọi tên giống như là Quỳnh Saki, mình sẽ cho 50 đồng. Inbox lại cho mình sẽ cho. Rồi một cái nữa rằng hiện tại bây giờ nhá, hiện tại bây giờ là mình đang có tiệm mình mới về sản phẩm LK. Đó, sản phẩm LK này nè. Đó, đang có một cái chương trình rất là đặc biệt nhá. LK 4 step. 4 step này là có giá bán là 284 đồng 40 cent nhá. Có được FDA approved. Tiệm nào mà chưa xài cái này để nâng giá, tăng income của tiệm là các bạn nên xem xét lại. Tất cả những chủ tiệm nail, những thợ nail á, các bạn thấy cái này á, các bạn nên tag tên chủ vào để người ta tăng income. Tại vì khi sử dụng sản phẩm này có FDA approved thì các bạn phải lấy giá từ 65 đến 75 đồng trên một cái chân, chưa tính những cái service khác nha mấy anh chị. Đó, đó là những cái gì mình có. Thứ nhất là bây giờ khách đã vô rồi. Đó, đây là những gì mình có. Đây mấy anh chị, hả? Mở cho nó vô, chưa tới giờ mà cô, 12 phút nữa cho nó đứng ở trời. Can you have a seat please? We open at 10. We open at 10. Right. So yeah, okay. Chưa tới giờ mở cửa mà khách nó vô, biết sao không? Tại vì Black Friday á là cái ngày mà khách rất là đông. Cho nên là mình phải tranh thủ livestream sớm nha. Những ai mà muốn mua cọ thì
nhắn tin cho Minh theo số điện thoại ở dưới 330-244-7779 nha. Mình sẽ ship đi 50 tiểu bang Hoa Kỳ, ship qua châu Âu, ship qua Úc, ship qua Singapore, ship qua về Việt Nam nhé. Với số lượng càng lớn thì mình sẽ cho những cái giá tốt hơn nhé. Đó những cái gì mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Còn những cái chuyện gì trên mạng mình không sẽ, lâu lâu mình bay về Việt Nam chút xíu như vậy thôi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã vào đây coi livestream của mình nhé. Còn những thằng nào mà còn thằng nào anti, comment anti nữa không? Có ai chào Ngọc Linh, chào Khanh Nguyễn, chào tất cả các anh chị em đang coi livestream ha. Chúc tất cả các bạn có những ngày làm việc hăng say vui vẻ. Những anh chị em nào ở Việt Nam thì chúc tất cả các bạn có một buổi tối an lành bên gia đình nha. Rồi chuẩn bị cho cái ngày Black Friday, rồi chuẩn bị tới là Christmas nữa. Mình sẽ có rất cái nhiều chương trình để cho mấy anh chị cùng nhau xây dựng một cộng đồng tươi đẹp hơn. Rồi những cái sản phẩm mình đưa lên, có cọ số 12 không? Tuyết Trần, nếu mà xài cọ 12 thì nên... mình có vài cây số 12 có. Mình có hình như là mười mấy cây số 12 á. Số 12 mình lấy ít lắm. Số 12 hồi trước mình lấy nhiều, sau đó mình bán hết rồi, cái mình không nhập nữa. Bây giờ còn lại một ít số 12, mình có số 12 luôn nha. 45 đồng một cây luôn nha. Những anh chị em nào mà thực sự nha, order cọ giữa sếp hay là sản phẩm LK của anh tỷ phú Charlie Quý Tôm đằng sau lưng và kế bên cạnh là công ty Transform Salon Lux Make in USA nhá. Tất cả những cái này là đều là sản phẩm chất lượng của Minh order. Ai trong ngành nail không xài thì cũng hơi uổng. Nhưng anh chị, một lần nữa chúc tất cả các bạn dồi dào sức khỏe, hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong cái livestream tiếp theo nhé. Nhớ ủng hộ Minh dũa cọ, ok cọ này chứ không phải cọ dưới có cây tôi không bán nha. Còn ai mà muốn mình bán thì các bạn có thể rằng là inbox cho mình cho giá bán luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.